Hôm đó cậu ấy đã lên xe của một người lạ, thế nhưng không thể ngờ được rằng ác mộng đã bắt đầu từ đây. Tiểu Ưu tăng ca ở công ty cho đến tối muộn, thế nhưng khi về thì lại không thể gọi được xe. Đúng lúc này thì có một người lạ dừng xe ở ngay trước cửa công ty của cô, nói rằng họ sẵn sàng chở cô về nhà. Người này trông có vẻ quen quen, hình như là ở cùng tòa nhà với cô, vì thế cô mới quyết định lên xe. Thế nhưng chiếc xe này lại không hề đưa cô về đến tận nhà mà nó chỉ dừng lại ở cái công viên gần đó. Cho đến khi Tiểu Ưu tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang ở trong văn phòng. Ồ, hóa ra là ban nãy vì mệt mỏi quá cho nên Tiểu Ưu đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ như vậy. Thế nhưng lần này khi ra về thì cô cũng không tùy tiện lên xe của người lạ nữa, mà quyết định gọi điện cho một người bạn thân cũng sống ở gần đó qua đưa về. Thế nhưng khi chiếc xe của người bạn thân đi ngang qua cái công viên ở gần nhà cô, thì Tiểu Ưu đột nhiên nhìn thấy người đàn ông và chiếc xe ô tô cô vừa nhìn thấy ở trong mơ kia đang đứng ở đó. Người đàn ông này đang mở cốp xe và lôi ra một cái bao tải đen rất to. Tiểu Ưu bắt đầu thấy sợ hãi. Cô quyết định đêm nay không về nhà nữa mà sang nhà cô bạn thân để ở qua đêm. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy ở nhà bạn thân thì cô lại phát hiện ra, sao mình vẫn đang ở công ty thế này? Và cô ấy vẫn đang trong tư thế ngủ gục ở trên bàn làm việc. Lẽ nào ban nãy chỉ là một giấc mơ ở trong giấc mơ hay sao? Lần này cô quyết định tự đi bộ về nhà. Cô ấy cứ đi, rồi cuối cùng cũng tới được cái công viên ở gần nhà. Thế nhưng, lần này cô ấy thấy có rất nhiều cảnh sát đang đứng ở trước cửa công viên và cũng có rất nhiều người đang bu ở xung quanh. Tiểu Ưu muốn lại gần để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì biết được rằng có một người đã bị chôn xác ở dưới gốc cây trong công viên. Và bây giờ, cảnh sát đang đi tìm thủ phạm. Tiểu Ưu liền nhớ ngay ra người đàn ông và chiếc xe kia, rồi hét lớn, "Tôi biết hung thủ là ai!" Kiểu như muốn cho những người xung quanh cùng nghe thấy thông tin này. Thế nhưng cho dù cô ấy con nói có hét to tới cỡ nào thì cũng không một ai nghe thấy. Giống như cô ấy đang không hề tồn tại vậy. Giá như lúc đó không lên chiếc xe đó thì có phải tốt không?